Dự kiến ngày 14 tháng 12 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thị Đoan Trang, 42 tuổi trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, vì tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo hồ sơ vụ án, Phạm Thị Đoan Trang từng công tác ở nhiều tờ báo điện tử tại Việt Nam. Năm 2013, Phạm Thị Đoan Trang xuất cảnh đi nước ngoài và bị một số đối tượng phản động móc nối lôi kéo chống phá đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam. Phạm Thị Đoan Trang được xác định đã nhận tài trợ hậu thuẫn từ các thế lực để thành lập và tham gia điều hành nhiều hội nhóm bất hợp pháp như Yuka Sài Gòn, Tuổi Trẻ Làm Đẹp Quê Hương và lợi dụng danh nghĩa biểu diễn ca nhạc bảo vệ môi trường để tụ tập, truyền bá các ca khúc thời Việt Nam Cộng Hòa, tập hợp một số đối tượng trong giới văn nghệ sĩ trí thức trẻ đến chống đối. Ngoài ra, theo hồ sơ vụ án, xác định Phạm Thị Đoan Trang còn lập và điều hành các trang mạng luật khoa tạp chí phạmdoantrang.com, The Vietnamese, để viết, phát tán các nội dung xuyên tạc tình hình dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước, kích động chống đối, kêu gọi biểu tình, lật đổ chế độ. Cơ quan pháp luật đánh giá hoạt động chống phá của Phạm Thị Đoan Trang làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến an ninh trật tự, gây bức xúc phẫn nộ trong dư luận và nhân dân. Ngày 7 tháng 10 năm 2020, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh thi hành lệnh bắt tạm giam khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thị Đoan Trang tại phường 10 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh.